những cuộc gọi không trọn vẹn vì sóng wifi chập chờn. Ôi ôi, gì đấy, nghe được. Mệt mỏi vì tình trạng wifi không thể phủ tới mọi ngóc ngách ở trong nhà. Lúc cần thì lại không có. Dây mạng thật quá lằng nhằng và rắc rối. Lắp nhiều wifi thì thật là phiền hà. Kết nối wifi khó khăn làm bạn tụt cảm xúc. Còn chủ quán thì chắc chắn không thích điều này. Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Và đây, Viettel HomeWifi, thiết bị wifi phủ sóng toàn bộ căn nhà. Không nhiễu sóng, không giật lag, không cần kéo dây cáp phức tạp, chỉ một tài khoản và một mật khẩu duy nhất cho tất cả các thiết bị wifi. Lắp đặt gọn gàng phù hợp cho mọi không gian.